Lúc bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát có khả năng hiểu biết như vậy thì đó là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói nếu Đại Bồ Tát có khả năng hiểu biết như vậy thì đó là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, là trí tướng thành đạo. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, không trụ giữa dòng, thì đó là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà không trụ bờ bên này, không trụ bờ bên kia, không trụ giữa dòng thì đó là Đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì pháp tánh ba đời bình đẳng là trí tướng thành đạo.